Dạ vâng ạ, chào mọi người, đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm. Hôm nay thì là em sẽ giới thiệu cho mọi người con xe tải JAC N900 với phiên bản thùng lửng nha mọi người. Con này thì trước giờ chúng ta cũng đã quá quen thuộc với phiên bản là thùng mười bạc cũng như là thùng kính rồi. Hôm nay thì là bên em đã ra được cái phiếu thùng lửng để cho các anh em, các khách hàng nào mà muốn mua về để chở vật liệu xây dựng, cát đá, xi măng này kia, chở gạo hoặc là những mặt hàng chuyên dụng. Lấy con này về chạy hàng thì nói chung thứ nhất là nó đạt được một cái độ bảo hành 5 năm 150.000 cây, cũng như là dòng xe tải quốc dân của dòng xe của bên phía Trung Quốc rồi, cho nên là anh em an tâm về cái độ bền cũng như là độ chịu tải tốt đó. Cái thứ hai nữa là nói về giá thành. Nếu anh em mà lựa chọn con xe tải 8-9 tấn á, thì nó muốn lấy thùng lửng thì chúng ta có thể lấy dòng Hino đó, hoặc là những cái dòng như là Hyundai này kia, nhưng mà giá thì nó sẽ hơi chát chút. Còn đối với cái dòng phiên bản này á, thì nó sẽ rơi vào tầm là 720 là chưa giấy tờ, quá rẻ rồi đó. Nhưng mà chúng ta đổi lại được là 3 chỗ ngồi, một cái giường nằm, xài phanh hơi, lốc kê, rất là tuyệt vời và an toàn luôn đó. JAC là 900 ha, không anh em thấy không, xe rất là đẹp ha. Ở đây đó, logo JAC màu vàng rồi. Đây số loại JAC là 900 đó. Bên em cũng chuẩn bị cho ra được cái phiên bản là 8 tấn nữa, thùng dài 7,6 m. Nếu anh em cần một cái phiên bản dài hơn một xíu nữa nha. Đó, xe rất là đẹp. Màu xanh, hiện tại xe này đã ra được 3 phiếu màu luôn, là màu trắng, màu xanh và màu bạc nha mọi người. Đó, ở clip trước thì em đã có quay một con xe mà bên em đã bán cho khách hàng rồi, là con màu bạc. Đó, con này hiện tại đang ra cái kích thước lọt lòng thùng theo cái chính xác từ bên cục đăng kiểm là 7 tấc, là 7 m, là 7 m, chiều dài, chiều rộng là 2,260 m, cũng như là chiều cao sẽ là hết cái chiều cao của bẩn luôn á, là 6 tấc 3 đó. Đây là phần dàn chân, cũng em sẽ quay cho mọi người xem nha. Dàn chân xe, xe này thì hiện tại là sử dụng là vỏ 825 R20, là size vỏ đây là vỏ bố thép nha. Đó, vỏ bố thép tuyệt vời, sử dụng động cơ của Min. Đây mọi người xem nè, động cơ của Min của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người. Không, rất là tuyệt vời luôn ha. Dàn saxi xe nè, đây đó, khủng khiếp chưa, rất là khỏe. Xe này thì khỏi phải bàn rồi. Đây là dàn chân xe cho mọi người. Đó, xe trang bị là 2 bình ắc quy, có chụp ắc quy luôn, và thêm bình hơi nữa, mấy cái bình hơi. Rồi, đây là dàn chân ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Xe này rất là khỏe. Rồi, toàn bộ đà của mình thì được làm bằng đà sắt nha mọi người. Với khoảng cách của nó sẽ là khoảng tầm 40 cm cho mỗi một cái đà ngang khoảng cách. Đó, xe của mình thì được trang bị là 3 cái đèn chớp như thế này, đèn hông, 3 đèn hông. Đó, một cái đèn trước sau và ở giữa, 3 cái đèn hông. Ở đây, đây là cái dàn hệ thống treo của xe của mình. Xe được trang bị là 2 cái vú bơm mở, cũng như là cái nhíp 2 tầng, rất là dày luôn. Đó, nhíp lá bó 2 tầng rất là dày. Đây là xài phanh hơi lốc kê nha mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Đến kể cả dòng 110XL của dòng Hyundai thì nó cũng chỉ là phanh dầu thôi. Đó, đây số khung xe ha. Điểm số khung thử nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chứ anh N. Con này đời 22 nha, đời 22. Rồi, tiếp tục đến với cái phần thùng. Nhưng mà xe thùng lửng thì chỉ là quan trọng là giá cả và tiến hành đóng thùng, thời gian giao xe thôi, chứ quy cách thùng con này nó cũng không có quá nhiều điểm nổi trội đâu mọi người, nó cũng bình thường thôi. Mỗi một cái bẩn gì á, nó sẽ làm cho mình là 4 cái bản lề đó. Rồi, xem về lòng thùng thử nha. Đây mọi người có thể tham khảo. Lòng thùng con này á, thì là do chuyên chở vật liệu xây dựng cũng như là cát đá xi măng á, những mặt hàng chuyên dụng là chở nặng, cho nên là đóng sàn 3 ly, sàn sắt đó. Rồi, đây là đèn hậu. Bên đây chúng ta có trang bị thêm một cái bình dầu nha mọi người. Đó, bình dầu được làm bằng hợp kim nhôm. Xe này là theo tiêu chuẩn Euro 4, cho nên là không có xài nước ure, cho nên là anh em thoải mái, đã phải tốn tiền mua nước ure hàng tháng. Rồi, tay khóa ha, mặt cà rôm rất là đẹp. Đây, này là cái loa, lo được mạ rôm luôn, quá đẹp nè. Tay mở lên mở xuống nè, Đó, rất là quá đẹp luôn. Đây, phía bên trong xe của mình được trang bị là 3 chỗ ngồi và một cái giường nằm. Đó, khoang bên trong rất là rộng, đầu vuông mà, đầu vuông cho nên là anh em ngồi thoải mái. À, đây thao tác nhẹ cho anh em xem. Đó, thoải mái không? Đó, quá tuyệt vời luôn ha. Rồi, bên đây là mặt tắp lô xe. Tắp lô xe thì đối với dòng xe JAC này series thì nó cũng không có quá nhiều thay đổi, có trang bị rất là nhiều đầy đủ luôn nè. Đầu tiên radio FM, cổng AUX, cổng AUX nè, rồi thêm cái đầu USB nè, đây đó, cổng USB, rồi máy lạnh quạt gió 2 chiều đầy đủ hết, khe đọc thẻ nhớ, ngồi tầng thuốc, khay đựng nước đó, bộ đồ nghề theo xe đây. Rồi bên đây là chúng ta có trang bị thêm cái đồng hồ đây, em mặc cho mọi người xem ha. Đó, đồng hồ mặt bàn thờ xe cũng đầy đủ, rất là nhiều cái thông số trên mặt bàn thờ. Rồi kế tới là cái phần vô lăng. Vô lăng ở xe của chúng ta thì là có trang bị là tích hợp điện thoại nè, điện thoại tăng chỉnh âm lượng, nghe gọi điện thoại thẳng luôn, rồi cruise control. Bên đây thương hiệu của JAC ha, rất là tuyệt vời, xe này không phải bàn rồi, quá đẹp luôn. Ở trên đây chúng ta có trang bị lá gió trời và 2 tấm chắn nắng đó. Và nói về cái phần hộp số, xe là sử dụng hộp số là 6 cấp nha, 6 số tiến, 1 số lùi đó. Xong ha. Đây, mời mọi người nhìn ngắm lại con xe của mình một lần nữa trước khi em ra ngoài báo giá và kết thúc video nhé. Đó, xe rất là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Vâng, thì nãy giờ chúng ta cũng đã xem sơ qua về cái phần nội thất cũng như là lòng thùng và dàn chân của con xe tải JAC N900 rồi. Thì em xin được nói sơ qua về phần thông số, giá cả cũng như là hình thức mua xe vay vốn trả góp và chế độ bảo hành ha. Đầu tiên nói về con này, hiện tại nó sẽ ra cái tải là 9 tháng 4. Đó, 9 tháng 4, thùng dài 7 mét. Và khi mà anh em mua xe, anh em có thể thoải mái lựa chọn đặt 3 màu trắng, xanh và màu xám, phù hợp theo nhu cầu của mọi người ha. Về cái phần hình thức vay vốn trả góp thì anh em bên em hỗ trợ cho vay là 75% dựa trên giá trị xe, và có thể vay qua các đài như là công ty cho thuê tài chính hoặc là bên chỗ V-Bank thì nó đều hỗ trợ hết. Nếu anh em mà trả trước nhiều hơn thì có thể vay qua những đài ngân hàng nó tốt hơn một xíu nữa về phần lãi suất. Và rồi một cái thì anh em chuẩn bị dùm em là từ 190 đến 201, 202 cỡ đó là có thể lấy được con xe này về ha. Với mức giá hiện tại là 720 triệu vào tháng 3 2023 thì đang là một cái giá rất là tốt sau khi trừ khuyến mãi hết trước bạ 100% nha mọi người. Đó, và thêm một cái cuối cùng là khi anh em mua xe thì cái hình thức mua xe sẽ bao gồm là chứng minh nhân dân, sổ khẩu và giấy đăng ký kết hôn. Nếu anh em chưa làm nếu với điều kiện là anh em chưa làm căn cước thì mới lấy cái đó nha. Còn anh em làm căn cước rồi á thì là chỉ cần chụp cho em cái chứng minh nhân dân, cái căn cước công dân là xong. Rồi em sẽ quét mã QR để kiểm tra lịch thử ngân hàng, nếu mà ok thì em sẽ tiến hành nhận cọc và làm hồ sơ ngân hàng để tránh cái tình trạng là mất thời gian khi chúng ta chưa có giải quyết được vấn đề ngân hàng xong mà nhận cọc thì nó lại có những cái trường hợp nó lại không giải quyết được thì nó bắt buộc phải trả thì nó lại rất là mất thời gian. Đó, em mong muốn là đem cái uy tín để tạo được một cái thương hiệu và giúp anh em tài xế có được một cái chỗ mua xe tin tưởng và uy tín. Đó, và cái cuối cùng là về chế độ bảo hành. Xe này được hỗ trợ bảo hành là 5 năm 150.000 cây, được miễn phí thay nhất lần đầu tiên tại các chi nhánh bảo hành của JAC trên toàn quốc nha mọi người. Rồi, video của em xin được kết thúc tại đây. Chào mọi người và hẹn mọi người ở video clip tiếp theo nha.